Sáng ngày 30 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 4,0 đã làm rung chuyển thành phố Gyeongju, phía đông nam Hàn Quốc. Bộ Nội vụ nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp đánh giá hậu quả của trận động đất có cường độ lớn thứ hai xảy ra trên bán đảo Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 55 phút sáng 30 tháng 11 theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 12 km ở vị trí cách thủ đô Seoul 277 km về phía đông nam. Đến 5 giờ 50 phút sáng cùng ngày, cơ quan này ghi nhận 5 đợt rung lắc dư chấn. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết đã nhận được 107 báo cáo về hiện tượng rung lắc vào lúc 5 giờ sáng 30 tháng 11. Song đến nay chưa nhận được báo cáo về thiệt hại về người và vật chất. Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo của cơ quan xử lý thảm họa Trung ương Hàn Quốc lên cấp 1, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp. Thủ tướng Han Đốc Su chỉ thị các cơ quan ban ngành chuẩn bị biện pháp ứng phó thảm họa. Thưa quý vị, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell và ủy viên phụ trách mở rộng châu Âu, Oliver Vaheljy, ngày 29 tháng 11 đã công bố kế hoạch mới nhằm khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này hướng đến tăng cường ổn định ở khu vực. đại diện cấp cao của eu ông joseph borrell cho biết kế hoạch khôi phục quan hệ với thổ nhĩ kỳ bao gồm những cam kết về đầu tư xanh và kỹ thuật số những nỗ lực mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin thị thực đối thoại cấp cao về kinh tế năng lượng giao thông khí hậu và y tế và đối thoại mới ở cấp cao về thương mại nhằm giải quyết các yếu tố kích thích thương mại EU cho biết cũng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về một liên minh hải quan hiện đại giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện Ankara ủng hộ các nỗ lực chống lại việc lách các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga. Ngày 30 tháng 11, Triều Tiên cho biết vệ tinh trinh sát quân sự của nước này đã chụp ảnh các cơ sở quân sự của Mỹ ở San Diego và Nhật Bản. Thông tin do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố. Theo hãng tin tức KCNA, vệ tinh Triều Tiên đã chụp ảnh căn cứ hải quân San Diego ở California lúc 2 giờ 24 phút sáng 29 tháng 11, căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản lúc 10 giờ 16 phút sáng và kinh đào Suez của Ai Cập lúc 4 giờ 36 phút chiều. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xem các bức ảnh vệ tinh chụp ngày 29 tháng 11 khi ông nhận được báo cáo hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia. Triều Tiên cho biết vệ tinh trinh sát trên cũng đã chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các cơ sở quân sự lớn ở Hàn Quốc cũng như ở các lãnh thổ Gươm và Hawaii của Mỹ. Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhận được hình ảnh chụp thủ đô Rome của Italia, căn cứ không quân Anderson, xưởng đóng tàu Newport và một sân bay ở bang Virginia của Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố các bức ảnh vệ tinh liên quan. Trước đó, Triều Tiên đã phóng vệ tinh trinh sát Malingyong-1 bằng tên lửa mới Cholima-1 vào tuần trước. Nước này tuyên bố sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh trong thời gian ngắn. Ngay sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát, các nước phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phần Lan vừa đưa ra thông báo sẽ đóng trạm kiểm soát biên giới cuối cùng với Nga nhằm ứng phó với vấn đề di cư ngày càng xấu. Theo Bộ Nội vụ Phần Lan, quyết định đóng trạm kiểm soát biên giới Raja Josepi giữa Phần Lan và Nga sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 29 tháng 11 và kéo dài đến ngày 13 tháng 12. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã phản đối việc Phần Lan quyết định đóng cửa biên giới với nước này. Trước đó, Moscow từng gửi công hàm phản đối tới đại sứ Phần Lan về việc đóng cửa các trạm kiểm soát, cho rằng Helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người Phần Lan cũng như người Nga Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Sau khi được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4 năm nay, biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của NATO. Hãng tin Reuters hôm nay cho biết, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 100 tuổi. Cựu ngoại trưởng Mỹ ông Henry Kissinger là một nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, từng phục vụ dưới thời của hai tổng thống Mỹ, ông để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại Mỹ. Ông Kissinger có liên quan tới nhiều sự kiện quốc tế lớn trong thập niên 1970, trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam, thiết lập quan hệ Mỹ Trung Quốc, đàm phán kiểm soát vũ khí Liên Xô Mỹ và mở rộng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập.